sau hàng nhật nội địa. Chào các bác, bây giờ là buổi chiều ngày mùng 10 tháng 4 năm 2020. Em tiếp tục lên sóng test cái chiếc máy rửa bát Nationa 6 NPBM2 các bác nhé. Ra máy thì cứ vài được con nào mà đã vệ sinh sạch sẽ em sẽ lôi ra test. Đấy, và test các cái chức năng ok thì sẽ lên sóng để các bác lựa chọn cho nó dễ. Tất cả máy đều có test các clip rõ ràng. Con này em để ở số 6 này, các bác mua thì các bác cứ báo số là dễ, con nào còn hay không em biết. Đấy, người thật việc thật các bác nhé, nhiều bác ở xa mua yên tâm. Đấy, tất cả máy đều có quay clip hoạt động đầy đủ ngon lành, chứ không có cái chuyện là gửi máy lỗi máy hỏng. Đấy, các bác yên tâm một điều là như thế. Đấy, các chức năng nước phun rửa mầm em bán rất là rõ ràng luôn, tất cả mọi máy đều phải có test kỹ càng cho khách trước khi bàn giao, chứ không có cái chuyện là bảo máy không chạy hay là như thế này kia mà mình bán mình bàn vớ vẩn. Con này BM2 các bạn, lưng nhé cũng còn rất là đẹp này, thằng tôn đẹp đấy. BM2 sản xuất năm 2007, còn BM2 quay tiếp cho các bác xem thằng tôn nhé, tương đối là đẹp, lưng nhé cũng đẹp này. Nói chung là BM2 thì em về lô toàn máy đẹp, chẳng có máy xấu, vì mình nhập toàn hàng chọn các bạn. Những con xấu mà nó khiếm khuyết là mình loại hết, chứ không nhập những con xấu nó có vấn đề gì. Về là phải, mặc dù là nhập các cái hàng đã dọn rồi, hàng chọn rồi các bạn, về vẫn cứ phải mất công, vẫn phải làm lại thêm, dọn đẹp thêm cho theo ý mình nó được như ý. Chứ cũng chẳng về bán ngay được đâu ạ. Đây, bên trong là rất là mới luôn, coi nhìn nó trắng tinh thương, sạch sẽ. Thân mọi nghìn lớp hết luôn nhé, rất là sướng, rất là mới. Nói chung là con này đánh giá là tương đối mới các bạn ạ, tai cửa thì rất là mới này. Đây. Con này nếu mà nói về bên Nhật họ rất là ít dùng, cũng cùng một con hàng cũ nhưng có con dùng nhiều con dùng ít. Đấy. Rồi là nguồn nước của người dùng trước sạch hay nguồn nước bẩn, có nguồn nước nó nhiễm các cái canxi thì máy sẽ bị các cái đập cắn cặn canxi. Con này thì rất là mới, kể cả bên trong máy so nhìn này mới tinh nhé, gần như là rất ít sử dụng. Con này đánh giá là rất ít sử dụng luôn, vẫn còn cả tem made in Japan chưa thấy con nào vẫn còn cái tẹo này bao nhiêu nhỉ. Đấy, tem made in Japan luôn, vẫn còn chưa bong, ốc vẫn còn sáng choang. Đúng ra những cái model mà Nationa này thì những cái bác mà sành chơi thì các bác biết là đều do người Nhật, họ làm cho người Nhật dùng, người ta hay gọi Nhật lùn đấy. Thời đấy Nhật lùn đấy bác, nhưng giờ Nhật người họ cao to lắm rồi, chứ chả còn Nhật lùn nữa đâu ạ. Nhiều bác vẫn gọi là Nhật lùn nó sản xuất cho người nó dùng, cho nên nhiều bác vẫn kép. Còn đời mới bây giờ thì đương nhiên là nó cũng công nghiệp hóa, nó cũng rồi, nó cũng sản xuất khi một cái thì sản xuất ở nhà máy Trung Quốc. Nhưng mà nói gì thì nói nó vẫn là tiêu chuẩn của Nhật thì vẫn không thể chê đâu được ạ. Đối với tiêu chuẩn của Nhật thì bất kể sản xuất ở đâu thì khi mà xuất về Nhật thì vẫn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn của họ, chứ không có chuyện là làm vớ vẩn được. Còn như dòng Nationa thì đích thị thì là người Nhật sản xuất rồi, sản xuất tại Nhật luôn đó nhé. Còn bây giờ đất nước họ phát triển rồi, nhân công họ cao, chả làm nữa đâu, tất cả đều bên nước thứ ba hết, mà đa số đều là các nước Đông Nam Á hoặc là châu Á. Đấy. Còn các cái dòng Nationa này thì nó đích thị người Nhật sản xuất, bao nhiêu năm vẫn chạy tốt. Kể cả bác dùng 10 đến 20 năm nữa, em nghĩ những con máy này chắc cũng chẳng biết đi, trừ khi nó cũ, nó xấu thì các bác thay đổi thôi. Thế còn nó hỏng chắc là chả hỏng đâu, siêu bền. BM2 các bác nhé, BM2 này. Đấy, con này rất là đẹp, đấy. Đánh giá rất là đẹp. Còn bao nhiêu phần trăm thì em cũng không dám đánh giá, bao nhiêu phần trăm theo đánh giá là trong cái lô máy này con này rất là đẹp. Em bán là 4.2 triệu các bác nhé, ship toàn quốc nhưng không bao ship, không kèm đổi nguồn. Đấy, giá 4.2 triệu. Các bác nào có nhu cầu các bác liên hệ nhé. Cảm ơn các bác.